Xin chào các bạn nha. Ở trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn 3 cách để mà quét mã QR ở trên điện thoại iPhone mà không cần phải dùng đến phần mềm nhé. Thì đầu tiên các bạn sẽ vào phần cài đặt của máy nhé, cách đầu tiên. Sau đó thì các bạn sẽ kéo xuống bấm vào phần trung tâm điều khiển. Ở phần trung tâm điều khiển này các bạn để ý là phần dấu trừ nhé, nó chưa có phần máy quét mã, các bạn kéo xuống. Các bạn bấm vào dấu cộng ở đây, cộng cái máy quét mã lên, các bạn bấm dấu cộng. Thì bây giờ cái máy quét mã này của chúng ta đã được lên cái phần trung tâm điều khiển này rồi, đó. Bây giờ các bạn thoát ra ngoài. Ở đây thì các bạn sẽ kéo cái phần trung tâm điều khiển xuống. Nó sẽ có cái phần đó chính là quét mã QR nha. Máy quét mã các bạn bấm vào nó. Thì khi mà các bạn bấm vào thì nó sẽ nói là tìm mã để quét. Thì bây giờ các bạn sẽ cho cái mã QR của các bạn cần quét vào nha. Ở đây thì mình có một cái mã QR link Zalo của mình. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành bỏ qua để cho nó quét này. Đó rồi, ok. Thì đây, nó đã, đây, bấm, mình sẽ bấm vào cho phép một lần nhé. Thì bây giờ nó sẽ truy cập luôn vào trong cái tài khoản Zalo kia, và bây giờ thì mình chỉ việc bấm vào chữ kết bạn thôi. Đó, cái mã QR nó đã chuyển mình đến đây. Thì tùy theo cái nhu cầu của các bạn thôi, các bạn sử dụng cái mã QR nào để quét thì nó sẽ vào trong cái trang web, hoặc là nó vào trong cái thông tin sản phẩm, hoặc là nó vào cái phần thanh toán, thì tùy vào những cái mã QR khác nhau mà nó sẽ đi đến một nơi khác nhau nhé. Rồi thì đây là cách thứ nhất. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ thoát ra ngoài. Rồi, đối với lại cách thứ hai thì các bạn sẽ vào luôn trong ứng dụng Zalo. Đó, mình xin phép là bỏ cái máy này ra bên này nhé. Rồi, khi mà các bạn vào trong ứng dụng Zalo này, ở phần tin nhắn nó sẽ có cái phần quét mã QR, hoặc là phần khám phá này nó cũng có cái phần quét mã QR. Các bạn chỉ việc bấm một cái mã QR thôi. Đó, mã QR thì bây giờ các bạn chỉ cần hướng camera về cái hướng mã QR các bạn quét. Nếu như mà nó là cái ảnh màn hình ấy thì các bạn sẽ bấm vào cái chữ là ảnh có sẵn này nhé. Thì các bạn chỉ cần bấm vào cái ảnh màn hình, ẹt nó vào thì nó cũng sẽ quét mã luôn nha. Ở đây mình đóng lại. Rồi, và đây là cái cách thứ hai nha, là quét mã QR trên Zalo. Bây giờ mình sẽ thoát ra. Mình hướng dẫn các bạn cách thứ ba. Cách thứ ba thì các bạn sẽ vào phần cài đặt của máy này. Các bạn kéo xuống. Các bạn tìm đến phần camera. Đây, kéo xuống. Các bạn tìm đến phần camera cho mình nhé. Các bạn bấm vào. Ở đây thì các bạn sẽ thấy cái phần đó chính là quét mã QR. Cái phần này thì tự động nó sẽ bật lên nhé. Còn bạn nào mà chưa được bật thì các bạn bật lên giống như mình này, cái phần quét mã QR thì nó đã được bật. Bây giờ thì mình chỉ cần vào trong cái phần camera thôi. Thì bây giờ nếu mà có khi mà có một cái mã QR nào đó thì như cái mã QR này đây, mình chỉnh vào. Đấy, khi mà mình soi vào thì nó sẽ có cái phần là zalo.app.com hoặc là một cái gì đó, thì các bạn có thể là bấm vào nó và truy cập vào trong cái mã QR mà các bạn cần xem. Đó. Đây. Rồi. Có ai có thể bấm vào mở trong Safari thì nói chung là tùy theo cái nhu cầu của chúng ta thôi. Đó. Rồi, và cái cách quét mã QR thứ tư là các bạn sẽ vào cho mình thẳng trong cái app ngân hàng của các bạn, như là cái app mà Vietcombank này cũng hỗ trợ quét mã QR nhé. Thì khi mà các bạn vào trong cái ứng dụng Vietcombank này, mình sẽ vào phần ảnh này. Thì khi mà các bạn vào trong ứng dụng Vietcombank này thì nó cũng có cái phần đó chính là quét mã QR ở đây nhé. Đây. Nó cũng có phần quét mã QR, nhưng mà tuy nhiên rằng nếu mà quét mã QR ở trong cái app của Vietcombank ấy thì nó chỉ quét được mã QR để mà chuyển tiền nhanh thôi. Ví dụ như là các bạn có cái mã QR chuyển tiền của một ai đó thì các bạn sẽ tiến hành quét để mà chuyển tiền nhanh cho người ta. Khỏi cần phải bấm số tài khoản hoặc là tìm ngân hàng, nó rất là mất thời gian, chỉ việc quét QR thì sẽ chuyển tiền được. Tuy nhiên rằng quét mã QR này ở trên tài khoản ngân hàng này thì họ chỉ cho chúng ta là quét số tài khoản ngân hàng thôi. Chứ còn nếu như mà quét các cái thông tin sản phẩm khác thì sẽ không được nhá. Đó, các bạn muốn chuyển tiền nhanh thì các bạn có thể là quét mã QR ở trên ứng dụng Vietcombank. Đó rồi, trong video này mình hướng dẫn các bạn 3 cách để mà quét mã QR ở trên điện thoại iPhone. Các bạn thích video này, các bạn nhớ giúp mình một like cũng như là bình luận xuống dưới để cho YouTube họ đề xuất tốt hơn cho video này của mình. Ủng hộ mình thêm bằng cách đăng ký kênh. Mình chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.